Kiểm tra máu gì mà lâu thế nhỉ? Liệu có chuyện gì xảy ra không hả ông? Cái bà này toàn nói gở. Với người nhà bệnh nhân Như Ý. Dạ vâng đây ạ. Tôi đây. Máu của anh Đại bị nhiễm mỡ nên không dùng được. Tại sao lại thế ạ? Tôi chỉ thông báo đúng kết quả xét nghiệm mà thôi. Tôi cũng có thể cho máu được mà. Xin lỗi, bác đã lớn tuổi nên không cho máu được bác ạ. Thế viện mình đã liên lạc với viện huyết học chưa? Chúng tôi đã gọi đến nhiều nơi rồi. Gia đình mình có người thân nào nữa thì gọi đến để kiểm tra nhóm máu luôn nhá. Ôi anh chị ơi, tình hình cún thế nào rồi ạ? Hai đứa đây rồi. Dạ. Cún đang cần truyền máu gấp. Hai đứa vào thử xem có đứa nào phù hợp không. Vâng, vâng. Vào đi. Dạ, anh vào đi. Con cũng phải vào ạ. Đúng rồi, chị vào đi. Dạ xin lỗi bác, bác quái giúp cho. Hy vọng máu chúng nó dùng được. Đại, con đi đâu đấy? Đại. Em chào anh ạ. Xin lỗi các quý vị, vì phải giải quyết một chút việc nên tôi đến hơi muộn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các quý vị một trong những dự án trọng điểm nhất của công ty chúng tôi. Hy vọng khi biết được thông tin chính xác, chúng ta sẽ có sự phối hợp và hợp tác hiệu quả hơn. Ông này, tôi thấy dự án lần này rất khả thi. Công trình này rất có tiềm năng. Tôi cũng đọc kỹ rồi. Mình phải chờ xem triển khai. Kết quả thế nào hả con? Không vào ngoài đợi ạ. Lại đợi à? Dạ. Ôi trời ơi. Bảy con. Ok. Đại, con vừa gọi điện cho ai đấy? Gọi anh Lâm ạ. Thế nó bảo sao? Nó có đến đây được không? Con chưa liên lạc được với anh. Trời ơi, khổ thân cháu tôi. Làm thế nào bây giờ? Nhỡ tôi làm sao thì... Bà cứ bình tĩnh, bà cứ bình tĩnh. Alo, anh Lâm à? Anh đang ở đâu đấy? Anh đang họp. Có chuyện gì mà chú gọi nhiều thế? Em có chuyện quan trọng cần phải nói với anh. Chuyện gì? Anh đến bệnh viện Nghi ngay để làm xét nghiệm máu. Tại sao lại phải đến? Mẹ bị làm sao à? Cú phải bổ ruột thừa vì mất quá nhiều máu. Bây giờ phải truyền máu khẩn cấp. Nhưng mà hôm nay là cuộc họp với các đối tác quan trọng. Bây giờ anh chưa đến được đâu. Anh Lâm, công việc quan trọng hơn hay tính mạng của con gái anh quan trọng hơn? Chú nói cái gì? Như Ý chính là con gái của anh đấy. Dạ. Anh đến ngay đi, nếu không con bé sẽ không cứu sống được đâu. Anh có nghe rõ không? Như Ý chính là con gái của anh đấy. Anh đến ngay đi. Ok. Lâm, đang họp sao lại đứng đây? Chú Đạt, chú vừa nói cái gì đây? Tại sao Như Ý lại là con đẻ của anh Lâm được? Thế là thế nào? Bây giờ chuyện quan trọng là cứu được Như Ý. Còn đến chuyện khác để nói sau đi. Chú Đại! Đại! Sao mặt mũi lại tái mét thế này? Có vấn đề gì thế hả con? Kiều Lâm, trả lời bố xem nào. Chuyện này là như thế nào ạ? Chuyện này bố mẹ cũng không biết nữa. Cô Đành, chuyện là như thế nào ạ? Tại sao chú Đại lại nói như thế? Thế cơ chứ. Thế này là thế nào hả ông? Làm sao mà tôi biết được. Công việc quan trọng hơn hay tính mạng của con gái anh quan trọng hơn? Như Ý chính là con gái của anh đấy. Đi nhanh hơn nữa đi. Vâng ạ. Nhanh lên. Vâng. Anh sắp cưới phải không?
Vậy những điều anh đã hứa với em thì sao? Anh bị bố mẹ anh ép, nhưng thực sự anh không hề yêu cô ấy. Anh là người đàn ông đã 33 tuổi hay là đứa trẻ 3 tuổi vậy? Anh cũng muốn tự quyết định mọi việc, nhưng bố mẹ đã sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn nên... Thôi được rồi anh Lâm, hãy nhìn thẳng vào mắt em. Nhìn thẳng vào mắt em. Anh đã bao giờ thật lòng yêu em chưa? Hay là chỉ chơi bời cho vui thôi? Lệ, anh yêu em, sẽ mãi mãi là như vậy. Anh yêu em mà lại cưới người phụ nữ khác à? Anh xin lỗi. Vì anh... Đồ hèn. Chẳng lẽ lại là cô ấy? Đi nhanh anh hộ tôi chút. Dạ. Nhanh nữa lên. Vâng ạ.